Ai là người ghi nhiều bàn nhất tại Euro? Siêu sao Ronaldo đang giữ hai kỷ lục ghi bàn ở giải vô địch bóng đá châu Âu Euro nhưng không phải là người ghi bàn nhiều nhất trong một kỳ Euro. Ở kỳ Euro gần nhất diễn ra năm 2021, Ronaldo là vua phá lưới. Anh và chân sút Patrick Schick của Cộng hòa Czech cùng có 5 bàn nhưng siêu sao Bồ Đào Nha nhận giải vì có thêm một đường kiến tạo. 5 bàn thắng giúp Ronaldo trở thành danh thủ ghi nhiều bàn nhất vòng chung kết Euro với 14 bàn thắng qua 5 kỳ. Anh vẫn có thể nâng cao thành tích khi góp mặt tại Euro 2024, kỳ Euro thứ 6 trong sự nghiệp lừng lẫy của tiền đạo 39 tuổi. Xếp thứ 2 là huyền thoại Pháp Michel Platini với 9 bàn thắng. Nhưng Platini đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại một kỳ Euro khi ông ghi cả 9 bàn tại Euro 1984. Tiền đạo Antoine Griezmann của Pháp và cựu chân sút Alan Shearer của Anh xếp thứ 3 với 7 bàn thắng. Antoine Griezmann là vua phá lưới Euro 2016. Ronaldo còn giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại với 45 lần lập công. Hai người xếp sau anh đều đã giải nghệ là Zlatan Ibrahimovic, Thụy Điển, với 25 bàn và Robbie Keane, Cộng hòa Ireland, với 23 bàn. Năm 2012, Ronaldo cũng ghi 3 bàn như vua phá lưới Fernando Torres nhưng anh kém chỉ số phụ kiến tạo và thi đấu nhiều phút hơn đồng nghiệp người Tây Ban Nha. Ngoài danh hiệu vua phá lưới, ban tổ chức Euro cũng trao danh hiệu cầu thủ hay nhất giải kể từ 1996. Các danh thủ đã đoạt danh hiệu này gồm Mattia Sammer của Đức năm 1996, Zinedine Zidane của Pháp năm 2000, Theodor Zagoraki của Hy Lạp năm 2004, Xavi Hernandez của Tây Ban Nha năm 2008, Andres Iniesta của Tây Ban Nha năm 2012, Antoine Griezmann của Pháp năm 2016 và thủ môn Gianluigi Donnarumma của Italy năm 2020. Giải vô địch bóng đá châu Âu còn được gọi là Euro tổ chức 4 năm một lần bắt đầu từ 1960. Đến nay giải đã trải qua 16 kỳ, trong đó kỳ Euro gần nhất 2020 phải lùi lại một năm do ảnh hưởng của Covid-19. Euro 2024 được tổ chức tại Đức từ ngày 14 tháng 6 đến 14/7. Giải có 24 đội chia làm 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội nhất nhì của mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng đấu loại trực tiếp gồm vòng 1/8 rồi tứ kết, bán kết và chung kết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.